Long tử không rượu cũng không chai, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Hùng ngắm siro ngoài song sắt, siro nhoèn cười kệ mẹ em. Và ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Gác Kia của mình. Và chào mọi người đến với một video nữa về Mini Group Loat. Ok, thì hôm nay thì mình xong một vài cái lý do như kiểu là làm lạm dụng một số cái gì đấy của Siro. Nên nói chung là mình bị bắt đi tù rồi. Thì hôm nay mình phải tìm cách vượt ngục thôi để còn về lại với Siro. Thì cái thằng bắt mình nó nghe đồn đâu nó tên là Phong thì phải. Hình như là Phong đánh ghen các bạn ạ. Ngày trước Phong cũng thích mình lắm, nhưng mà bây giờ kiểu như mình đến với Siro thì là Phong không chịu được nữa, Phong lại đánh ghen rồi. Phong lại tuyển người bắt mình vào đây, và bây giờ mình phải tìm cách vượt ra khỏi cái nhà ngục này của Phong Cận TV thôi. Thì ok, thì hôm nay chúng ta cùng chơi thử và vượt qua khỏi cái ngục tù để xem như nào nha. Đây là lời nhắn của Phong gửi đến mình này. Chào mừng đến với map vượt ngục phiên bản Mini World của Phong Cận TV. Map được xây dựng trong 2 ngày với các tình tiết game như trò chơi cùng nhân vật, các nhiệm vụ và cả các chữ ngại vật. Nội dung bạn là một người tốt vì bị kẻ xấu vi hại nên bạn bị buộc tội và bị bắt vào nhà tù này. Đây là một nhà tù chuyên ăn hối lộ nên bạn phải tìm cách để vượt ngục. Luật chơi bạn hay làm nhiệm vụ để game vui hơn, không nên tự động đến ở trong các dương khi chưa có việc cần. Một số dương nằm riêng sẽ có giấy hướng dẫn bên trong dành cho bạn. Vì đây là map trong Mini World nó sẽ không được hay như map của Mini và của Minecraft nên các mọi người thông cảm cho mình. Đây là hai thứ game khác nhau nên không nên ra so sánh trước bạn về ngục thành công. Tác giả Phong Zido. Và cái tên Phong Zido rất là quen thuộc. Rồi ok, có vẻ như đây chúng ta sẽ có một tờ giấy nhiệm vụ đây này các bạn ơi. Nhiệm vụ 1 là một nhìn giả dạng bạn bằng hàm 1 là hai cái que, 2 là một cái lá, 3 là hai cái block gỗ. Nhiệm vụ 2 hay mang bộ đồ ra trong dương để giả làm lao công cho cảnh sát không bị phát hiện. Nhiệm vụ 3 tiếng xung quanh đây sẽ có gần gạt để giúp cho bạn thoát khỏi một ngục tù nạn phong tù này. Nhiệm vụ 4 đến phòng bảo vệ để nhận thêm nhiệm vụ là theo nhiệm vụ của bảo vệ để chơi game vui hơn. Nếu bạn muốn gian lận thì không nên chơi làm gì nữa, có thể nhấn chuột phải với nhân vật để trò chuyện. Ok, vậy là chúng ta đọc xong nhiệm vụ rồi. Vậy nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ phải làm cái gì nhỉ? Quên mẹ, đọc nhanh quá. Làm mù nhìn giả bằng dạng bằng hai cái que, một cái lá và hai block gỗ. Hai cái que, một cái lá và hai block gỗ. Đây là bộ đồ này đúng không? Đây là bộ đồ để giả trang thành lao công đây. Đúng rồi. Còn đây là hai cái que, một cái lá, một block gỗ. Đây. Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ chế ra block gỗ này. Bù nhìn. Đây bù nhìn chúng ta cần que, chúng ta sẽ chế ra que. Ok, vậy chúng ta sẽ chế được con bù nhìn. Đây rồi. Vậy chúng ta sẽ chế ra con bù nhìn giả dạng mình. Chứ đây là phải lưu game đã. Không lưu game à? Thích ngồi đây chơi game điện tử thế nhỉ? Ok, vậy là bây giờ mình đã mặc xong bộ đồ này rồi. Và sau mình sẽ làm gì đấy nhỉ? Tìm xung quanh đây sẽ có cần gạt cho bạn thoát khỏi vòng tù này. Và tại sao ở trong mình đã bị nhốt ở trong tù rồi mà tại sao ở trong đây lại còn có cần gạt cho mình thoát khỏi là thế điều nào? Game logic vậy. Đã kêu là bị bắt bỏ tù rồi mà. Đâu nhỉ? Mình nghĩ chắc trong này sẽ có. Đúng rồi. Trời ơi, nó lại là dễ. Mình biết ngay mà mấy cái khe này auto có các bạn ạ. Chơi game Mini World chế độ giải mã nhiều quen rồi. Hello anh cảnh sát nha. Em là lao công thôi. Em đi dọn đồ thôi. Ok, đến phòng bảo vệ để nhận thêm nhiệm vụ. Ok. Em đi dọn đồ thôi anh ạ. Em nói thật đấy. Tại sao lại có một thằng nhảy chạy ngoài kia? Kia là chỗ lấy sao các bạn ơi. Có thể win chỗ này bằng cách mình nhảy lên parkour lên đấy, nhưng mà thôi. Vứt khối kim cương vào bảo vệ. Từ từ đã. Hello anh bảo vệ. Khỏe không anh? Ôi chết rồi, không tương tác được rồi. Chỗ này chúng ta phải chơi lại game rồi. A few moments later. Rồi, gặp lại anh bảo vệ nào. Đấy, bây giờ mới tương tác rồi này. Muốn vào à, hối lộ ta một khối kim cương đi. Tôi phải kiếm kim cương ở đâu? Vào khu nhà ăn tìm thằng tù tên là Kevin, nó sẽ cho ngươi. Hiểu rồi. Vậy là phải vứt khối kim cương vào bảo vệ để có thể gọi là mở được cái cửa này. Hợp lý. Vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm cái thằng tù tên là Kevin Kevin ở đây đúng không? Ui thổ lát kìa. Ui cái map này nó nhiều đá điện. Kiren là kẻ đứng im, nhưng kẻ chạy không phải là Kiren. Hãy bắn thuốc ngủ những kẻ chạy. Ủa, mình đã tìm Kevin cơ mà, not Kiren đúng không? Tìm thằng tù Kevin à? Chỗ này là Kiren rồi, not Kevin. Chúng ta có phòng ăn ở đây và rất là nhiều tù nhân luôn. Đây Kevin này. Ngươi muốn gì? Tôi cần kim cương. Muốn kim cương ngươi phải giúp ta một chuyện, chịu không? Ok. Ta vừa bị một thằng tên là Kiren đánh. Ta tức lắm nên ta muốn nhờ ngươi thủ tiêu nó. Úi trời ơi, má đã có cảnh sát đây mà ai đi thủ tiêu người thế? Ai lại làm thế? Nhưng mà tao thích. Được, duyệt luôn. Tao phải làm sao? Nó đang đá banh cùng đồng bọn ở sân bóng. Bỏ dữ lắm. Ngươi hãy lấy trong phòng tù số 2 có một kiểu ông bắn thuốc ngủ đó. Để làm gì? Ngươi hãy bắn thuốc ngủ vào bọn đồng bọn để nó ngủ và giết Kiren cho ta. Làm xong tôi có kim cương à? Làm xong ngươi sẽ được một cái chìa khóa vào căn tù số 1 F3. Nó đưa cho, ok không? Ok luôn. Để đây chúng ta phải giết Kiren. Và bây giờ muốn giết Kiren chúng ta phải qua phòng tù số 2. Phòng tù số 2 để có một cái que bắn ngủ. Có vẻ như là bây giờ thằng Kiren sẽ thằng đứng im, còn lại là những thằng khác sẽ thằng di chuyển. Hiểu rồi. Phòng tù số 2 đây rồi. Thế sao phòng tù lại có cái cần gạt ngay ngoài cửa này nhỉ? What the fuck, mình không hiểu lắm. Rồi, chúng ta có những gì đây? Xương này, quá nhiều luôn. Chúng ta có một ống bắn thuốc ngủ không? Que y giờ ống bắn thuốc ngủ. Ống bắn thuốc ngủ đang đâu nhỉ anh ơi? Chúng ta chỉ có cái que thôi. Que y giờ ống bắn thuốc ngủ. Đây là tù nhân rồi.
như phải. Ông bắt thuốc ngủ đâu nhỉ anh ơi? Anh gì ơi, anh cho em biết cái ông bắt thuốc ngủ đâu đâu cái em lấy em xài được không? Mượn tạm tí thôi, ơ hay nhở. Người gì đâu keo kiệt. Rồi, cứ lấy khoai tây về ăn dần đã. Phòng tủ số 2. Tại sao mình không thấy cái gì nhỉ? Mình... À đây đây đây, mình thấy có một cái giường. Ồ, đây rồi, ta có kiếm với cả một đống tên luôn các bạn. Trời ơi, lấy nhiều vào, xài là nó cứ phải xài thừa, không mà xài hết được. Nó cứ phải là thừa, đấy rồi. Để ta sẽ đi đánh thằng Kiren đúng không? Kiren là kẻ đứng im rồi, ok. Để mình nhìn thằng thổ tả nó chạy là mình giết nó. Thằng thổ tả nó chạy là giết nó. Rồi ok. À, có vẻ như thằng đấy là thằng Kiren rồi. Được rồi, cái thằng kia mình mang bắn đấy là thằng Kiren rồi, ok. Mình sẽ giết bọn đồng gọn của nó đã. Ơi, nope. Sao mình bị đánh chết ta? Trời ơi má bị đánh chết kìa. Ui, bắt đầu. Rồi, chết này. Ui. Ok. Còn hai thằng nữa đang chuyển thôi. Rồi, đây chắc chắn là Kien này. Đây chắc chắn là thằng Kien đây rồi. Được im rồi. Chảm đó. Rồi, ok, nhưng mình hoàn thành nhiệm vụ đấy các bạn ơi. Thế là sau khi mình đánh Kien thì nó sẽ cho mình cần gạt vào phòng tù số 1 hay là số 3 nhỉ? Phòng tù nào ấy, xong rồi là nó sẽ cho mình gặp thằng em nó. Ở đây phòng tù số 1, ở đúng rồi phòng tù số 1. Mình sẽ để cái này ở đâu nhỉ? Đây à? Ok. Đây rồi, em Kevin, người là ai? Tôi cần kim cương. Ta đang đói đấy, để cho ta 30 gà quay rồi quay lại nói chuyện tiếp. Vãi cả đời. Vô lý vãi tự xương ra đây, nó bắt mình lấy 30 con gà quay rồi nó. Mày chết bố bây giờ. May cho mày là mày có phong cận bảo kê ấy. Không tao giết mày đấy. Lại mà không đi. Mà cái mắt này của bạn này, của phong cận xây có vẻ hơi lag các bạn nhỉ. Ui trên này có vẻ trực thăng kìa. Có vẻ nhà phong xây hơi nhiều đá điện này, nó hơi lag đấy. Trời ơi, nếu mà mình cần đồ ăn chắc là mình sẽ vào nhà bếp. Đúng rồi, nhà bếp. Hợp lý. Giường đây, đây rồi, gà quay rồi. Tao có thể thu thập gà quay rất nhiều đây luôn. Trời ơi, nhiều này mà mình lại không được ăn là mình phải đi cho cái thằng thổ tả đấy nó ăn gì. Có khi sau thôi mình lấy gà quay mình làm party ở bố trong tù đi. Ra ngoài làm gì nữa anh em. Thật. Ở luôn trong tù đi, ra ngoài làm gì nữa. Mệt mỏi vãi cả trưởng luôn. Rồi, toàn mật ong thôi. Đây rồi, gà quay đây rồi. Rồi, chúng ta có 23 con. Thôi ơi, hết gà quay là. Đây rồi. Rồi kìa, hình như mình đủ đấy. Sao mình lấy thêm gà quay đi. Mình nghĩ chắc là còn thừa. Đúng rồi, còn thừa này. Còn thừa con nào mình hay con đấy. Đấy, mình sẽ lấy thêm gà quay mình ăn. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm. Ở đây có đùi gà này, hay quá. Thế còn gì nữa. Lấy đùi gà chế gà quay đi ngay, còn gì nữa. Rồi, mình sẽ chế gà quay mình đi ăn. Mình sẽ mình đủ gà quay rồi mà đúng không? Mình đủ gà quay là mình đã cho nó rồi. Bây giờ mình cho nó rồi, mình sẽ quay lại nói chuyện đúng không? Ok. Mình được 30 cái hộp kế tuyết này là cái gì đây? Ok, người hãy ra ma túy để cho đại ca ta. Ổng có thể sẽ thưởng kim cương cho người. Thế sao vừa nãy bảo là mày cho tao, mày bây giờ mày lại kêu bảo là đưa cho đại ca mày vậy? Ông ta đang ở đâu? Ông ta đang ở sân bóng rổ. Trời ơi, nó lại là logic cơ. Đâu ma túy đâu, ma túy đâu? Đây, ui trời ơi, cái này ma túy hả? Trời ơi, cái quả ma túy này nó hấp dẫn nha. Cái loại này là loại mới này, có vẻ như là cái này, loại này là ma túy hàng real các bạn ạ. Cái này mà nó chơi thì cứ phải gọi là phê, khỏi nói luôn. Lại bảo không phê đi. Hàng này hàng real, không phải hàng fake. Trời ơi, đây, đại ca rồi, lão đại. Ngươi là ai? Tôi tới giao hàng. Tốt lắm, chính ngươi muốn được gì không? Tôi cần kim cương. Nếu ngươi cần muốn kim cương thì đây, mở cái giường bên cạnh ta đi. Trong đó có một bộ đồ cảnh sát hoặc hướng dẫn đó. Trời ơi, có mỗi một cục kim cương thôi mà tại sao tao lại phải chạy từ bên Đông sang bên Tây, từ Vũng Tàu sang Cà Mau, Lạng sang Yên Bái vậy? Ôi trời ơi, tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại cứ phải lượn từ Cà Mau sang tận Yên Bái làm gì vậy? Rồi, chúng ta có hướng dẫn nào? Hướng dẫn đâu? Where is the hướng dẫn? Chúng ta có cái tờ giấy nào không? Đây, có tờ giấy đây rồi. Bạn hãy mặc bộ giáp sắt này vào để cải trang thành công an và dùng súng bắn cảnh sát canh kho để lấy cần gạt. Và sau đó vào kho lấy kim cương để vượt ngục. Lưu ý là cảnh sát canh kho có thể oánh lại bạn. Kệ sư cảnh sát canh kho oánh chết ba cảnh sát luôn đây đúng không? Đây rồi, thằng cảnh sát canh kho đây rồi. Bắn xịt viên rồi. Ôi trời ơi, nó lại là hit đúng chuẩn luôn. Được cái cần gạt rồi anh em ơi, được cái cần gạt rồi. We have a cần gạt. Đây chúng ta sẽ mở cửa. Chúng ta sẽ được cái gì đây? Trước khi vào kho, tôi khuyên bạn nên về phòng tù 2 lấy những thứ này. Viên cọc, que gỗ khô, quặng đá điện, dây điện xanh và dây điện đỏ. Ok. Các bạn thấy nếu là mình cứ phải làm cái việc này nhỉ? Nó có logic cái gì không ta? Tự dưng sao mình đang đi xin mỗi viên kim cương thôi mà mình phải chạy thổ tả từ bên này qua bên khác này vậy? Ở đây phòng tù số 2 đây. Ok. Được rồi, nó có cái gì mình lấy hết đi. Dây điện xanh, dây điện đỏ. Ok, hạt lúa nước. Ok, lấy hết. Quặng đá điện cũng lấy.
sủi cảo cũng lấy, xương chó cũng lấy, viên cộng lại càng lấy. Úi trời ơi, sủi cảo hư cũng lấy luôn, hạt lúa nước làm nông dân cũng lấy. Nào, còn cái gì nữa? Không còn cái gì nữa. Không còn cái gì cũng lấy, dây điện cũng lấy. Đủ thế nhỉ? Đủ rồi đấy. Được rồi, ok, đủ rồi. Còn mấy cái sủi cảo kia là đồ thừa anh em ạ. Mà thôi kệ đi. Nói chung là mình cứ có còn hơn không. Cầm theo đi, lâu đó lát nữa nó cần dùng thì bỏ bà. Rồi đi nào. Chúng ta có một cái mục tù laser ở đây. Đâu. Rồi. Úi trời ơi, vượt tù nó lại dễ quá cơ. Quả laser nào có cái có nhà tù nếu nào nó thiết kế cái loại laser mà nó lại còn để kẽ hở để nhà tù kiểu tù nhân đi bộ qua này không? Có cảnh sát. Bốn vá. Hình như bọn cảnh sát này đánh nhau được này. Hình như bọn này đánh nhau được. Đúng rồi, bọn này đánh nhau được. Bố tụi nó không não. Hay quá, bọn này không não. Nó lại là dễ rồi. Đâu, quay giờ đường đi. Sao mình mất máu này? Chế tạo và đặt máy tạo điện năng. Đây rồi. Ủa mà từ bao giờ máy tạo điện năng này lại cần cái viên cộng vậy? Vô lý vậy. Đặt vào đây. Chúng ta có đường đi ra rồi. Và đây chúng ta có bạn Mari này. Chào cậu, cậu lạ quá, hình như chưa gặp cậu bao giờ. Đúng, tôi là người mới. Đây là kho vàng bạc của nhà tù này. Thật ra đây là vàng bạc của bọn chúng ăn hối lộ của dân. Và tôi đã phát hiện ra và bị chúng bắt ở đây. Phải canh gác kho cho chúng. Nếu cậu muốn vượt ngục thì hãy lấy đạn trong gương và vào cánh cửa kia. Thôi, nó lại là logic. Ui ôi, khoảng đầu mặt trăng này. Ui ôi, đá luôn thần bí các bạn ơi. Cái này là phải lấy hết, không còn gì hết. Chúng ta phải lấy tiền, chúng ta mua một cái đảo. Chúng ta mua một căn biệt thự. Chúng ta mua nhiều thứ. Chúng ta sẽ mua xe hơi, chúng ta sẽ mua game. Ui dồi, chúng ta sẽ mua tất cả mọi thứ. Cái gì cũng mua được. Nó lại là giàu rồi. Lấy thêm kim cương, ôi, hợp lý. Này hơi giàu quá. Rồi, chúng ta sẽ có đạn. Đấy, chúng ta sẽ mua hết cả thế giới này luôn. Đấy, chúng ta sẽ mua hết thế giới luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi đến nào. Chúng ta sẽ có đạn. Rồi, chúng ta sẽ có đạn. Và một cái dương. Cái gì đây? Giờ hãy nhìn về phía cửa thoát để ngắm bắn tên canh gác. Sau đó dùng pháo hoa bay xuống sân bóng và hối lộ tên bảo vệ để mở cửa phòng vượt ngục. Đừng quên lấy một khối kim cương trong kho. Vậy là mình có kim cương các bạn. Bắn tên canh gác à? Bắn tên canh gác là tên này đúng không? Đây. Không phải, thằng này không phải thằng canh gác. Thằng kia mới là canh gác. Ôi trời, giết nhầm rồi. Bắn lộn rồi. Đây, mày con mình vẫn chưa. Thế nhưng bây giờ mình bay ra là coi như là tính mình ăn gian đấy đúng không? Không, tính mình ăn gian được. Đó, ok, bây giờ trước tiên là mình phải ngắm ra thằng canh gác. Ôi, thằng canh gác đâu? Được rồi, mình phải đeo cái này xuống. Rồi, đeo cái này bay xuống cân sân bóng đã đúng không? Bây giờ mình phải đi tán thằng canh gác đúng không? Thằng canh gác đâu? Đây, canh gác đây. Úi trời ơi, nó chui vào như này làm sao mà bắn được. Không sao cả, mình sẽ chơi đều. Mình sẽ ra đây mình đánh cận chiến nó luôn. Vứt khối kim cương vào vệ. Đây, mở cửa vào rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, tập đếm nào, 1, 2, 3, 5. Em có đánh rơi nhịp nào không? Rơi mất nhịp 5 rồi đấy. Rồi, ok. Hình như là bỏ rồi. Một viên chết luôn, one shot, one kill. Vậy là mình đã win được cái map vượt ngục của phòng cận TV một cách khá đơn giản. Ok, thì như là cái map này là nó khá là lâu rồi và rất là nhiều YouTuber khác cũng đã chơi rồi, và ngay cả Phong cũng vậy. Nhưng mà mình cũng chưa có xem một video nào để chơi cái map này và mình cũng chưa chơi thử. Nên hôm nay là lần đầu tiên mình chơi cái map này thì mình thấy nó cũng khá là hay ho. Thế nên các bạn thích video này của mình đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, bấm một cái chuông để thông báo mới nhất kênh của mình mỗi khi mình ra video sớm nhất nha. Còn bây giờ thì Hùng Akira xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và check out the line. See you again. Bye bye. Ui dồi ôi, cầm kiếm tự cắt vào đầu bóng chết luôn. Vô lý.